thể nói đại dịch Covid-19 đã để lại trong mỗi chúng ta những hồi ức không bao giờ quên. Cuối tháng 12/2019, bắt nguồn từ một nhóm người mắc viêm phổi không rõ nguyên nhân, tâm dịch đầu tiên xuất hiện tại Vũ Hán, Trung Quốc, vượt biên giới và phát tán nhanh chóng. Ngày 23/1/2020, trường hợp đầu tiên mắc Covid-19 được xác nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Cả thế giới chống dịch, cả Việt Nam chống dịch, nhà nhà người người cùng nhau chống dịch, và Phương Châu cũng đã ngày đêm chống dịch. Hướng sứ mệnh về cộng đồng, Phương Châu đã làm tròn trọng trách được giao phó, mang lại 110.689 mũi tiêm ngừa Covid-19 với quy trình tiêm an toàn cho cộng đồng, bà bầu, mẹ bỉm, trẻ em và nhân viên y tế. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, giãn cách xã hội, mọi hoạt động thông thương bị phong tỏa, đó là lúc bài toán khó về chăm sóc sức khỏe an toàn cho sản phụ của Phương Châu ở các tỉnh thành khác cần tìm ra được lời giải. Ban điều hành chống dịch ngồi lại ngày đêm tìm mọi phương án khả thi, vừa chạy đua với thời gian, vừa phải ứng phó với thời cuộc. Những chuyến xe đưa rước sản phụ đi sinh của Phương Châu vững tay lái trên những cung đường vắng lặng bóng người. Lúc này hình ảnh nhân viên y tế với trang phục bảo hộ kín người dần trở thành quen thuộc. Nhân viên y tế Phương Châu vừa rắn rỏi làm tròn trách nhiệm ở cương vị của người thầy thuốc, vừa tận tâm thay thế vai trò thân nhân, chăm lo cho những hoàn cảnh sản phụ đi sinh một mình trong lúc gia đình của họ phải cách ly vì mắc Covid-19. Tấm lòng phụng sự từ tâm ở mỗi nhân viên y tế Phương Châu đã trở thành tình người ấm áp, dịu nhau qua đau thương của mất mát và bệnh tật. Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, thì từng khách hàng người bệnh đến Phương Châu luôn được tận tâm chăm sóc phục hồi sức khỏe. Từng em bé được chào đời an toàn, mẹ tròn, con vuông giữa tâm dịch. Từng mũi vaccine Covid-19 được tiêm ngừa chu toàn, cẩn trọng cho người dân, bà bầu, mẹ bỉm, trẻ em và toàn thể nhân viên y tế Phương Châu. Hơn bao giờ hết, tinh thần quyết tâm chống dịch của tập thể Phương Châu xuyên không gian thời gian, từ tiền tuyến trải dài về hậu phương, kết nối trực tuyến từ Cần Thơ đến các đầu cầu Phương Châu, Sa Đéc và Sóc Trăng. Những chỉ đạo liên tục sát sao từ ban giám đốc tập đoàn đến ban điều hành chống dịch, rồi triển khai xuống từng vị trí, khoa phòng bộ phận, liên kết chặt chẽ từ khối chuyên môn đến vận hành. Liên tục cải tiến và thích ứng, quy trình sàng lọc Covid-19 cùng với sự tuân thủ các nguyên tắc 5K là những hình ảnh thường trực trong giai đoạn này nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả khách hàng, người bệnh và nhân viên y tế tại Phương Châu. Kiên cường chống dịch, nỗ lực không ngơi nghỉ, không lùi bước trước hiểm nguy, chúng ta đã không để cho một ngôi nhà bệnh viện Phương Châu nào tại Cần Thơ, Sa Đéc hay Sóc Trăng mắc phải sai lầm dẫn đến tình trạng phải phong tỏa toàn bệnh viện. Đó là một trong những thành công lớn với bối cảnh rất nhiều bệnh viện khác tại Cần Thơ nói riêng và cả nước phải đối mặt với câu chuyện phong tỏa, cách ly. 100% nhân viên y tế Phương Châu được tiêm ngừa Covid-19 giai đoạn sớm, được bảo vệ sức khỏe an toàn trước dịch bệnh. Cùng với đó, tỷ lệ nhân viên y tế Phương Châu mắc Covid-19 thấp. Còn nhớ trong bức thư CEO kịp thời và tâm huyết nhắn nhủ các thành viên Phương Châu rằng phải luôn làm gì đó, thậm chí là đi trước một bước để kiểm soát tốt những lo ngại có thể sẽ xảy đến. Chúng ta phải chủ động loại trừ rủi ro và quyết tâm duy trì, phát triển trong thời thế khó khăn này. Một là chủ động và sáng suốt bảo vệ sức khỏe, sự an toàn cho bản thân và gia đình. Hai là phấn đấu làm tốt nhất trách nhiệm của mỗi cá nhân với công việc, với khách hàng của mình. Chăm lo trong ngoài vẹn toàn, không để một thành viên Phương Châu nào bị bỏ lại phía sau, bị mất việc. Đời sống của tất cả nhân viên Phương Châu trong giai đoạn khủng hoảng khó khăn nhất vẫn được đảm bảo ổn định cả về vật chất lẫn tinh thần. Đó là động lực để mỗi thành viên bền lòng gắn bó, cống hiến cùng mỗi bước phát triển của Phương Châu. Vượt qua được tất cả những sóng gió và thách thức chính là nhờ vào tâm trí lực của hơn 1.000 thành viên Phương Châu. Để có thể đi xa cùng nhau, chung tay gặt hái thành quả, tập thể ấy đã nỗ lực nghiêm túc hết mình. Nhiều cơ hội từ trong nguy khó được Phương Châu tìm thấy và tận dụng hiệu quả cùng với tư duy tích cực, đổi mới, sáng tạo.
mỗi thành viên Phương Châu vừa khó chống dịch, vừa đảm nhiệm công việc tại vị trí, vừa hoàn thành trọng trách khám chữa bệnh thường nhật, vừa làm chất lượng JCI và học tập, tham gia đào tạo nội bộ liên tục, v.v. Chính nhờ vậy, giữa trận chiến gian nan ấy, đoàn quân Phương Châu đã bảo vệ thành trì an toàn và duy trì hoạt động của cả ba bệnh viện Phương Châu, Cần Thơ, Sa Đéc, Sóc Trăng hiệu quả đến giờ phút này. Những bài học quý về kinh nghiệm ứng phó cùng tinh thần gắn kết đội nhóm với sự góp sức đồng hành chỉ đạo sâu sát từ ban giám đốc từng bệnh viện và tập đoàn đã trở thành vũ khí chiến thắng. Mạnh mẽ vượt dậy sau đại dịch, chúng ta chẳng những bảo toàn được những gì đang có mà còn gặt hái thêm thành quả vinh quang. Phương Châu đã có một năm 2022 vô cùng đặc biệt, với niềm vui đầu tiên là thành quả về doanh thu năm nay của tập đoàn đã đạt được như mục tiêu đặt ra. Kế đến là thành quả chinh phục được những con dấu uy tín chất lượng quốc tế JCI, ARTAC và ISO 15189. Hành trình JCI của chúng ta tuy gian nan nhưng vô cùng xứng đáng. Hơn 5 năm miệt mài và quyết tâm làm chất lượng, thanh xuân của Phương Châu được tô điểm bằng một thành quả không phải tập thể nào cũng làm được. Tháng 10/2017, buổi phát động dự án JCI từ CEO và ban giám đốc tập đoàn, tập thể Phương Châu đã đồng lòng và quyết tâm chinh phục con dấu vàng danh giá quốc tế. Từ tháng 9/2018 đến tháng 9/2022, từng giai đoạn được hoàn thiện cho bức tranh JCI với từng mảnh ghép mang nhiều ý nghĩa. Đến cột mốc từ 21 đến 24 tháng 9/2022, Phương Châu bước vào 4 ngày căng thẳng, tập trung cao độ cho cột mốc thẩm định, đánh giá cùng các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm từ tổ chức JCI tại Mỹ. Nhiều yêu cầu khắt khe, nghiêm ngặt, quá trình này đòi hỏi các bên đánh giá và được đánh giá phải làm việc nghiêm túc đúng với tinh thần chuyên nghiệp của JCI. Buổi đánh giá sẽ dừng lại ngay lập tức trong trường hợp thẩm định viên phát hiện bất kỳ sai phạm nào. Dù là đánh giá online nhưng vẫn phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe và toàn diện ở tất cả các vị trí, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từng ngóc ngách bệnh viện như bếp ăn, kho bãi đến trần nhà, sân thượng, v.v. Với tinh thần đoàn kết và cầu thị, nhân viên y tế Phương Châu nhận được đánh giá cao và cơn mưa lời khen từ tất cả thẩm định viên. Điều gì chưa biết, Phương Châu sẽ trung thực nhìn nhận và mong muốn được học hỏi. Đặc biệt, họ vô cùng bất ngờ khi JCI là tiêu chuẩn quốc tế nhưng được 100% người Việt Nam thực hiện. Thẩm định thành công, tập thể Phương Châu một lần nữa chiến thắng mọi thách thức. Chúng ta có quyền tự hào khi trở thành bệnh viện đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long và thuộc top 6 bệnh viện trên cả nước ghi danh lên bản đồ JCI thế giới. Giây phút chào đón con dấu vàng danh giá JCI, đó là lúc chúng ta đã có được sự công nhận của quốc tế và nâng tầm ở một vị thế mới, tự tin hội nhập, bước ra những sân chơi lớn hơn. Những câu chuyện vui chưa dừng lại, ngày đêm làm chất lượng, Phương Châu còn phấn khởi sở hữu thêm con dấu chất lượng quốc tế ARTAC, lĩnh vực hỗ trợ sinh sản cùng tập thể IVF Phương Châu. Sau hành trình 4 năm chuẩn bị, đến cột mốc từ 21 đến 23 tháng 11/2022, IVF Phương Châu được tổ chức kiểm định độc lập do chuyên gia thẩm định bà Donna Close thực hiện đánh giá. IVF Phương Châu đạt được cùng lúc hai tiêu chuẩn kiểm định uy tín trên thế giới, JCI và ARTAC, trở thành trung tâm hỗ trợ sinh sản chất lượng hàng đầu của cả nước. Với sự tuân thủ thực hiện cải tiến liên tục, ARTAC và IVF Phương Châu tiếp tục sứ mệnh đảm bảo an toàn và chất lượng điều trị nhằm nâng cao tỷ lệ thành công trong điều trị vô sinh cho các cặp vợ chồng, đồng thời tối ưu hóa vận hành, tiết kiệm, mang lại chi phí hợp lý nhất cho khách hàng và Phương Châu. Từ nay, người dân tại đồng bằng sông Cửu Long và cả nước có thể đặt trọn niềm tin nơi IVF Phương Châu để điều trị hiếm muộn vô sinh hiệu quả, với cơ sở vật chất hiện đại cùng trải nghiệm khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài việc điều trị cho người dân trong nước, IVF Phương Châu còn mở ra cơ hội cho những người nước ngoài đến Việt Nam du lịch kết hợp điều trị hiếm muộn và vô sinh với chi phí hợp lý. Thành tựu thứ 3 về chất lượng của Phương Châu trong năm 2022 là tiếp tục đạt chứng nhận ISO 15189 của khoa xét nghiệm. Lợi thế đặc trưng về hệ thống hiện đại mang lại sự đảm bảo chất lượng xét nghiệm chính xác, tin cậy, kịp thời từ đầu vào đến đầu ra cho người bệnh. Với mong muốn sau cùng là mang lại sự an toàn, hài lòng vượt ngoài mong đợi cho khách hàng, người bệnh, Phương Châu làm chất lượng không vì danh tiếng, không vì vật chất và cũng không do bất cứ lợi ích mang tính cá nhân nào. Hành trình JCI, ARTAC hay những mục tiêu chất lượng khác của Phương Châu chỉ vừa mới bắt đầu. Chinh phục đã khó, duy trì càng khó hơn. Phương Châu cần tiếp tục chứng minh chúng ta xứng đáng với những gì đã đạt được.
ở đó có sứ mệnh và trọng trách lớn được người bệnh và khách hàng tin tưởng giao phó. Một năm tạm khép lại, ngôi nhà Phương Châu tiếp tục làm tròn sứ mệnh và phụng sự từ tâm để thương hiệu y tế Phương Châu được tin yêu trong lòng người dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Sẵn sàng tiến tới năm 2023, Phương Châu cần quyết tâm hoàn thành xuất sắc những mục tiêu quan trọng sau. Đạt được mục tiêu doanh thu năm 2023. Chú trọng đồng bộ toàn hệ thống, gồm triển khai các VCP cho các cá nhân, khoa phòng cùng thấu hiểu và thực hiện. Triển khai JCI cho toàn hệ thống. Chiến lược đồng bộ hóa nhân sự, nâng tầm quản lý cấp trung, bác sĩ trẻ và đội ngũ kế thừa. Đồng bộ vận hành hệ thống, đưa Phương Châu Sài Gòn đi vào hoạt động quý 2/2023. Chúng ta còn nhớ lời hứa với nhau về duy trì chất lượng JCI để tiếp tục chiến thắng ở lần tái thẩm định năm 2025. Kế đến là một dự án JCI quy mô tập đoàn đang được nung nấu, triển khai đồng bộ tại Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc, Sóc Trăng và tiếp nối là người anh em Phương Châu Sài Gòn. VCP, những dự án tạo giá trị đồng bộ về mọi mặt cho hệ thống y tế Phương Châu. Đây là lúc cả tập thể chúng ta cần ngồi lại, dồn lực và tâm trí cho từng dự án tạo giá trị, từ lớn đến nhỏ, từ toàn diện đến chi tiết, từ chuyên môn đến vận hành, từ tập đoàn đến từng bệnh viện. Tập trung cho các dự án VCP là cách Phương Châu đang tập trung phát huy tối đa sức mạnh vốn có của mình để tạo nên nhiều giá trị điển hình như nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng hiệu quả quản lý vận hành, phát triển nguồn nhân lực, giảm lãng phí, v.v. VCP cần được thấu hiểu và len lỏi vào từng cá nhân, khoa, phòng, bộ phận để hợp sức, hợp lòng mới có thể tạo nên những giá trị lớn và thắng lớn. Không ngừng hội nhập, vươn mình ra biển lớn, Phương Châu giờ đây càng khẳng định vị thế xứng tầm với những cái bắt tay hợp tác với đối tác quốc tế mới là Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore NUH. Mong rằng mỗi thành viên cùng nhau lan tỏa các giá trị và dịch vụ chất lượng an toàn đến bạn bè người thân bằng chương trình Tự hào Phương Châu. Nhân dịp này xin được chào đón những người anh em và ngôi nhà Phương Châu Sài Gòn sắp ra mắt. Tiếp tục mở rộng hệ thống, Phương Châu Sài Gòn đang dần hoàn thiện để trở thành bệnh viện đẳng cấp mang tiêu chuẩn chất lượng cao nhất Việt Nam. Lần lượt xuất hiện tại các tỉnh thành Cần Thơ, Sa Đéc, Sóc Trăng và tiến tới vùng đất hứa thành phố Hồ Chí Minh, mở ra một sự nhìn nhận, Phương Châu trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản phụ khoa. Lần đầu tiên có một tập đoàn y tế từ đồng bằng sông Cửu Long tiến đến ra mắt và chinh phục thị trường nhiều thách thức mang tầm quốc gia. Chúng ta cùng tiếp sức và phấn khởi chào đón ngày ra mắt một ngôi nhà bệnh viện quốc tế Phương Châu Sài Gòn sang trọng và đẳng cấp. Vậy là một năm mới Quý Mão đang đến thật gần. Chúc cho những mục tiêu, dự định và ước nguyện của mỗi chúng ta được hoàn thành trọn vẹn với những thành tựu rực rỡ cả nhà Phương Châu nhé.